questions that are on the mind of a lot of different people. One of them was the question that was just to be able to go through this phase in a way that is protecting the health and the safety of the American people. I just want to spend a couple of minutes clarifying a few things and không ngon hả? Ngon không? Không. Không, mẹ cắt rồi, con ăn đi. Thôi được không, tôi làm cho nó ngon. Miếng thịt bò ngon gần chết luôn mà nó không chịu ăn trời. Ăn ăn miếng đi rồi mẹ cho kẹo. Ăn miếng thịt bò đi mẹ cho kẹo. Ăn miếng này mẹ cho kẹo, lẹ lên. Ăn miếng thịt bò đi con. Ăn kẹo không? You want some candy? You want chocolate? Ăn giặt thì ăn. Làm nguyên mấy thịt bò ngon quá trời luôn. Trời. Sao vậy? Hả? Sao mà không ăn? Đâu có cay đâu. Không, không được cầm dao, con không ăn là con không được cầm. Muốn ăn nghe món cổ. Let me know if I need to flip that steak. Ủa sao con không ăn? Gì kỳ vậy trai? Con kỳ quá à. Thôi nè ăn cơm đi. Ăn món cơm mà. Ăn món cơm gì chứ ăn cái gì? Not eating rice or steak? JD, this is filet mignon. Yeah, this is high quality. Yeah. Here, look, we'll get you a nice crispy, crispy. Yeah, JD. On unlocking that full potential. How are we doing that? Well, we're calling on the American bang đi hả? No. You want? Thôi, giờ rồi ăn dưa hấu có được không? Thôi, ăn dưa hấu nè. Bánh canh không ăn, cơm không ăn, bò không ăn. Ngon không? Ngày mai mẹ ướp thịt, mẹ nướng thịt cho chay ăn nha. Nha. Ồ, cô chú thấy chay khoái ăn dưa hấu chưa? Giờ khoái ăn dưa hấu, ăn sầu riêng luôn. Tại vì mát mát, lạnh lạnh, có nước đó. Có cho Vinh Sành ăn không? Không. Có cho bà ngoại ăn không? Có cho bà Quy ăn không? Cho bà Quy hả? À, có cho mẹ Ngân không? À, cho liền hả? Có cho ba Bảo không? Cho ba Bảo luôn hả? Có cho Vinh Sành không? Thì sao nãy con nói không? Giờ cho phải không? Có cho ông nhội không? Trúng mày giỏi quá. Có cho Su với Bảo Lạ không? Ừ, cho luôn hả? Ừ. Baby check on the beef. Ngon quá. Looks cooked. I can't tell. What about the other side? Yeah. Okay, then take it out. Xong chưa con? Chưa xong hả? Wow, ngon. Did you get mouthwash? Oh yeah, no. Every time I floss, bleeds up incredibly like for. Chơi gì chơi? Nào. Trời ơi, đeo đồng hồ cho con nó luôn rồi hả? Trời ơi, đưa mẹ coi đẹp không? Ai đeo hả? Ba đeo. Ủa, ba đeo quá hả? Chơi không đeo hả? Sao không đeo? À chơi, trời ơi chơi có vòng rồi à, chơi có vòng rồi nên chơi không đeo. Vòng chân đâu? Con nè, rồi đó. Hả? Không. Rồi đâu bóng đâu? Còn không? Còn không? Dạ. Rồi giỏi. Con. À con nó còn luôn hả? Con luôn hả? Con. Cái đó là tai nghe chứ đâu phải đôi bông đâu. Nghe.
Chơi bữa nay chơi làm gì cho nó cô chú nha. Ờ, xém té hả? Xém té hả? Hết hồn không? Hết hồn không? Con có hết hồn không? Quay đây cho mẹ coi coi. Khoe cô chú chơi có đèn pin coi. Trời ơi, cho nó chơi chơi nó đang gọi là gì đó, nó đang chăm sóc đặc biệt cho em bé phải không? Kêu hả miệng ra khám răng coi. Đó, mấy cô công hả đứng dậy hả? Kêu em chu mỏ mét mốt ra. Đúng rồi, kêu chu mỏ ra. Chay chu cho em coi trước. Chay chu cho em coi đi. Mỏ mét mốt đâu, chu làm sao chu cho em coi đi. Rồi em chu lại lên. Ok. Ok, chu mỏ ra. Nhảy sao? À dựng lên chơi. Dựng lên, đứng lên, lẹ lên. Rồi, bấm nút đi. À cho em nhảy đó ra hả? Ừ, đô. Son la si đô. Đúng rồi, giỏi. Mạnh lên, đạp mạnh lên. Trời ơi nó giọng kìa. Con nhảy đi chứ em nhảy không được đâu. Đúng rồi. À, dạo này có đồ chơi mới cái bỏ mấy em công chúa ha. Cái cơ nữ. Hả? Nữ. Nữ làm sao? Nữ. Nữ làm sao? Khám răng nữa hả? Dạ, khám nữ. Này, con gì đó? Con đó là con chó. Con chó có cái chong chóng ở trên đầu á. Cái đó là cái chong chóng để con chó bay vù 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 lên á. Bay lên trời luôn. Ừ. Bye bye. Ừ đúng rồi. Dạ, đứng dậy. Ừ đứng dậy. Nhìn nè, nhìn chó bay nè. Chào. Gì con bỏ đầu mẹ. Sao bỏ đầu mẹ. Was it sour? Say watermelon. Good job. Like water. You want your napkin? He has a girlfriend. It's a white cat. The silliest one. Threw it on the ground?
Would you like me to grab it for you? Would you have to say please, Dad?